kia nó nhà mày coi gì vậy? Trời, có cái áo khoác đẹp kia nhưng mà mày. Đâu đâu, tao coi tao thấy đẹp mà. À, tao mua cái áo người ta cho hàng cái bãi không đúng đúng như vậy đâu đó nha. Trời ơi, tao làm ăn với uy tín chứ. Quảng cáo sao phải bán vậy chứ mày? Sao biết đâu, tao thấy bạn tao nói nhiều như này lắm á. Bạn mày mua nhầm mới lâu rồi đó. Thì tao nói với cái này rồi mày mua thì mày mua. Ừ, tao mua. Mua gì không mượn mảnh nghe chưa à? Ở đây phải nhà của Thanh đặt hàng qua mày. Đi lại nhanh nhanh chút đi. Lấy tiếng. Chậm chân. Áo khoác của em nè. Trời ơi, nhanh quá vậy mới hôm qua nè. Cái hàng nhanh quá anh, thích anh đỡ nha. Ủa sao nó xù lắm chứ hả? Thấy chung hình vải đẹp lắm mà anh. Cái này em phải phóng to ra em mới thấy nó bị xù. Trời cái này nó không giống gì trong hình. Đúng chất lượng đó em. Vậy mà đúng gì, xù vậy mà đúng gì. Trời anh có thấy không, đổi giùm em đi chứ. Cái này mặc ra đường tao kêu hàng Sida anh. Sida, Sida, hàng em nhập từ Hàn Quốc chứ. Vậy tao nói hàng Sida rồi. Trời cái này 12.8 anh nghĩ sao vậy anh. Này mày mặc ra đường tao nói hàng Sida. 2.8 là rẻ, nó vài bữa nó ngoài đường người ta mặc tày đó em. Hàng em bé em biết mà. Thôi em không biết đâu vậy, anh đổi em màu khác đi. Giờ có màu khác không, hoặc là phải có tính chứ. Một lô hàng cái nào cũng như cái nào à em ơi. Đổi cũng vậy à. À mình mua mắt thôi mình mà. Thôi anh đổi em bù tiền cho anh. Hàng nó xuất ra kho rồi là không có nhập lại được em ơi. Thôi bỏ đi, tàu lừa đảo. Thằng sao không dám mua đâu. Bây giờ làm người vậy á. Chào Vũ. Quay lại rồi. Quay lại rồi. Mày mới mua hàng online phải không? Nó mua hàng đi lừa đảo không mày. Trời ơi, cái bị thằng bị điếm nó lừa mày. Mua gì lừa hết nhiêu tiền. Có một cái áo này nè, 280k gần 300k mày. Rồi. Giảm đi lớp sao mà. Trời áo vậy mà nó kêu gì 280. Tôi chuyển tiền nó rồi. Rồi giờ sao? Giờ làm dễ rồi làm sao? Mày sang quá, mua 300k giờ làm dễ. Tụi mày mua shop gì? Tao lừa. Tao mua shop đó rồi. Ừ, sao mày không shop? Tao không biết tụi mày mua đâu nói. Đi còn đủ tao đâu giờ nói. Nó là ngoài đường nó bán mấy dùng ngàn cái. Cái hàng là lừa đảo. Thôi tao biết rồi, là tại tao ham rẻ nên tao mới bị lừa. Sao tao không mua đâu? Ngốt đừng mua hàng mạng nữa đó. Mạng tàn lừa đảo. Có mua cơ hàng rồi, tính chút tao mua. Ừ, tao biết rồi, thôi tao đi thông báo cho mấy đứa nó biết đã.